giờ thì sao? Còn đau? Nó vẫn đau. Ừ. Cảm giác sao? Chạy đến đâu? Nó cứ giật giật ở trong họng ấy ạ. Giật giật trong họng. Cái này nếu là đồ hình ngoại vi thì đây là lưng. Còn nếu mà họng em có vấn đề thì đây cũng là đồ hình họng của cái đồ hình ngoại vi trên vỏ não ấy. Dạ. Giờ họng sao? Nó đỡ giật hơn rồi. Đỡ giật hơn rồi. Dạ. À, tiếp tục tìm điểm khác. À, cái đồ hình này hay không? Tìm thêm điểm đau. Ngay dưới đấy, ngay dưới chỗ đấy. Chỗ nào không phải nữa. Nó cũng giật vào trong họng luôn đấy ạ. Đây không? Không phải đấy. Không phải đây. Ở trên. Đây. Nó ngứa kịch, không có nghĩa là muốn ho luôn đấy. Ho luôn. Rồi, hết chưa? Hết đau chưa? Rồi, sang bên này. Đây. Đây. Đau, đau bằng bên kia. Sần sần. Nào. Không bằng bên kia đúng không? Ừ.